Bây giờ hai bố con mình xin mời tất cả các bạn và tất cả các anh các chị ấy dùng cùng với lại hai bố con mình nhé. Em con mời cô dì chú bác mời cùng đi. Mời cô dì chú bác. Tất cả các anh các chị mời nhé. Mời các chị. Rồi bây giờ bố sẽ cho con thử một cái miếng xoài nhá. Ok. Xong rồi. Đấy con thử với lại cái nước cốt dừa xem ăn có thích không nhá. Ui giời con gái. Chào tất cả các bạn nhé. Thời tiết miền Bắc bây giờ đang rất là nóng các bạn ạ. Nghĩa là giờ đã bước vào mùa hè nhé. Thì hôm trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là cái cách làm ra cho cái món cốt dừa. Hôm nay mình sẽ làm cái món cốt dừa của mình với hoa quả nhé. Hôm nay hoa quả của mình sẽ có là thanh long, bơ và táo nhé. Và xoài thì khoảng với một ít nho nhé. Ở đây thì không thể nào là thiếu đá được nha các bạn. Nếu của các bạn mà bị tiêm hồng các bạn không cần đá cũng được nhé. Bên cạnh của mình đây là cái sữa đặc nha. Sữa đặc này là ngôi sao phương Nam. Giờ xin mời tất cả các bạn hãy bắt tay vào làm của mình nhé. Giờ trước tiên là mình sẽ đi gọt những hoa quả nha các bạn. Mình sẽ gọt cái xoài này nhé. Các bạn ạ, khi gọt xoài thì mình sẽ không cần phải gọt cái vỏ này đâu nhé. Mình sẽ khía nhẹ nhàng từ bên trong này nhé. Mình sẽ lại phía ngang lại nhé. Bố đang làm hoa quả dầm cốt dừa. Ngon lắm. Mình sẽ để bên cạnh đây nhé. Mình sẽ bổ đôi quả bơ rồi nhé. Khi mà cái món cốt dừa dầm hoa quả này các bạn ạ, có cái bơ này thì rất là ngon nhé. Bơ thì mình đã bổ xong nhé. Đây các bạn ạ, mình để luôn cả vậy. Tí mình chỉ cần tách một phát là mình bỏ vào trong mình nhé. Giờ mình sẽ bổ một ít thanh long nhé. Thanh long này thì mình sẽ bổ một phần thôi nhé, phần nhỏ thôi. Bổ một phần cho con ăn nữa nha. Rồi mình lấy con này thôi nha. Rồi mình sẽ cắt theo cái này. Ô con để đấy đi. Ok. Tí nữa là bố mình ơi, vần này con bảo ok chỉ cần, luôn. Nảy này ra một cái là được nhá. Bố ơi, vần này con bảo ok. Rồi mình sẽ lấy một miếng dưa nhá. Các bạn dưa các bạn cũng cắt thành vuông một phần một nhá. Phần phần không khổ đấy nha. Mình cũng bỏ đây nhá. Đây nhá. Nhá đây một là các bạn sẽ bóc vỏ nhá. Để bóc vỏ hết ra như thế này. Hai là các bạn đã rửa sạch ngâm nước muối rồi. Thì mình cũng không cần phải bóc vỏ nữa nhá. Hoa quả mình đã sắt ra xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho đá vào nha các bạn. Nếu ví dụ các bạn ăn nhiều đá thì các bạn sẽ cho nhiều nhé. Nhưng hôm nay mình sẽ dùng một ít đá thôi nhé. Mình sẽ cho vào trong cái bát này nhé. Bây giờ đá mình đã cho vào cái bát xong rồi. Giờ mình sẽ cho hoa quả vào nhé. Mình sẽ cho cái dưa hấu vào trước nhé. Và thanh long mình cũng đã sắt ra rồi. Giờ mình chỉ cần nghiêng cái này mình bỏ vào luôn nhé. Mình lấy cái thìa mình gạt xuống thôi. Táo mình. Ô. Lạnh quá. Lạnh không? Lạnh. Giờ bơ mình sẽ cho một nửa nha các bạn. Đây, bơ thì mình cũng đã sắt ra rồi. Thế con gái mình nó vừa thấy mình làm nó vừa là vừa nhón trộm một cái. Nếu ví dụ các bạn mà thích ăn nhiều bơ thì các bạn sẽ cho nhiều bơ lên nhá. Xoài nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ múc một nửa cái chỗ xoài này vào trong cái bát này. Rất là hấp dẫn. Đây, mình sẽ cho lên nhá. Rất là ngon các bạn ạ. Ô con đừng đụng tay vào. Bố vừa làm mà con vừa đụng tay vậy à? Mình sẽ cho thêm mấy cái này là nho các bạn ạ. Mình sẽ cho lên trên nhá. Đây các bạn ạ, vậy là mình đã sắp làm xong ra trong một cái món hoa quả dầm cốt dừa nhá. Hai cái thìa nước cốt dừa vào nhá. Ôi giời ơi, cho vào cái đã thơm lắm các bạn ạ. Một tay mà tao lắm, một tay tao tay tập phần cái này tăng đi thì to. Giờ mình sẽ thêm sữa đặc nhá. Sữa đặc thì các bạn ước chừng được khoảng 20 ml nhá. Ôi giời ơi, ngon quá. Giờ mình xin mời tất cả các bạn hãy đi thưởng thức cùng với mình nhá. Con gái của mình đang thèm lắm lên đây.
Đây các bạn ạ, mình đã vừa làm xong ra cho một bát là hoa quả dầm nước cốt dừa nhé. Bây giờ hai bố con mình xin mời tất cả các bạn và tất cả các anh chị ấy dùng cùng với lại hai bố con mình nhé. Đấy, con mời cô dì chú bác mời cùng đi. Mời cô dì chú bác. Tất cả các anh chị mời nhé. Các chị. Rồi bây giờ bố sẽ cho con thử một cái miếng xoài nhá. Ok. Xong rồi. Đấy con thử với lại cái nước cốt dừa xem ăn có thích không nhá. Ui giời con gái. Làm sao con? Ngon đấy, làm sao? Nó ngon lắm. Đây, giờ mình sẽ thử ăn một miếng xoài và một miếng nho nhé. Xem nó có hấp dẫn không nhé. Xin mời cả nhà nhé. Ôi giời ơi, ngon quá. Xoài vào mồm nó rất là thơm. Hai nó có cái quả nho các bạn. Nó chua chua, rất là tuyệt vời. Đây là miếng miếng dừa nhé. Nào con gái nào. Ô con gái mình rất là khoái. Trộn đều lên nhá. Cái này ăn này các bạn phải múc cả cái nước cốt dừa này. Có cả tinh nhông cơ. Đã quá các bạn, rất là béo nhá. Nghe như này, nắng lực như này các bạn và tất cả các anh các chị hãy mua hoa quả. Hoặc các bạn các anh các chị đi ra quán nhá, cứ gọi cho mình một bát hoa quả dầm nước cốt dừa nhá, rất là tuyệt vời nhá. Hoặc ở nhà thì các bạn sẽ làm cho gia đình bạn cái bát hoa quả dầm nước cốt dừa này thì tuyệt lắm. Để bố ăn nhá. Đây, đây, đây. Ôi con gái đòi bê cả quán. Đây đây bố đút con. Xin phép tất cả các bạn và các anh chị nhá. Được kết thúc cái video tại đây. Rất là cảm ơn tất cả các bạn, anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại nhé.